sẽ vận động nha các bạn. Đây, đối diện bảo tàng, sở bảo tàng các bạn ơi. Thứ 6, thứ 7 là mình có mặt ở Đồng Nai, lắp máy ô tô tự động. Một hệ thống ô tô tự động có chổi trên Biên Hòa, Đồng Nai nha các bạn. Hôm nay mình trở về lại Tân Bình, mình lắp một hệ thống rửa xe máy tự động. Đây các bạn, mình đang test máy với khách hàng nha. 3 phút nha các bạn, 3 phút là xong một chiếc nha các bạn nha.